Thưa quý vị và các bạn, số ca mắc bệnh tay chân miệng trên địa bàn thành phố Hà Nội đang gia tăng trong những tuần gần đây. Đây là bệnh dễ bùng phát vào mùa hè vì điều kiện thời tiết nóng ẩm tạo thuận lợi để virus gây bệnh phát triển và sinh sôi. Cộng dồn từ đầu năm đến nay thì Hà Nội đã có hơn 1.000 ca mắc tay chân miệng, tăng gấp 5,4 lần so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, theo thống kê của ngành y tế Hà Nội, đến ngày 7 tháng 8, tất cả 30 trên 30 quận, huyện, thị xã tại Hà Nội đều đã ghi nhận ca bệnh tay chân miệng. Trong đó, 3 khu vực ghi nhận nhiều ca mắc tay chân miệng nhất tại Hà Nội là Chương Mỹ, Đông Anh, Mê Linh. Dự báo số ca mắc tay chân miệng có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới do đang vào cao điểm mùa dịch. Các bác sĩ cho biết đa số các ca bệnh tay chân miệng là lành tính và hồi phục trong vòng từ 7 đến 10 ngày. Tuy nhiên có một số diễn biến rất nặng, nếu không được điều trị kịp thời thì trẻ dễ bị tử vong. Do đó, cha mẹ cần chú trọng phòng bệnh cho trẻ. Các gia đình thực hiện tốt việc ăn vệ sinh, ăn chín, uống chín, vật dụng ăn uống phải đảm bảo được rửa sạch sẽ trước khi sử dụng. Ngoài ra, thường xuyên lau sạch các bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hàng ngày bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường. Khi có con mắc bệnh tay chân miệng, các gia đình cần báo ngay cho trường học, nhà trẻ và cơ quan y tế gần nhất.